Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy tiếp tục sản xuất video hướng dẫn các em giải đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Hôm nay chúng ta sang video số 7 các em nhé. Chúng ta tiếp tục làm sang câu 5 ý 1. Cho 0,5 mol hỗn hợp khí X gồm CH4, CH3, CH, đây chính là C2H6 các em nhé, C2H6, CH3, CH2, CH3, đây chính là C3H8 các em ạ, C3H8, và đây là CH2 nối đôi CH, nối đơn CH3. Như vậy trong bốn anh này thì có ba anh là ăn can các em nhé, đây là CH4 này, đây là C2H6 này, C3H8 này, đúng không ạ? Ba anh này là ankan. Và anh này là anken các em ạ. Có một nối đôi là C2H6 các em nhé. Nhưng cho nhận xét với đầu bài như vậy, bốn hydrocarbon trong hỗn hợp X gồm ba ankan, đúng không ạ? Và một anken. Có tổng khối lượng là m gam. M nhỏ gam đốt cháy M nhỏ gam X thì cần 43,68 lít oxy điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác dẫn một mol X. Bây giờ thì họ hỏi lại ở đây là 0,5 mol các em nhé. Đây nâng lên thì một mol khác một chút đấy các em ạ. Và 0,5 mol hỗn hợp X này thì khối lượng là M gam. Đúng không ạ? Cũng đúng là đốt cháy M gam X này. Hai dữ liệu là giống nhau. Dữ liệu này họ tăng gấp đôi lên đúng không ạ? Mặt khác dẫn một mol. Đây là 0,5 mol, đây là một mol. X đi qua rubric Brom dư thì số mol Brom phản ứng là 0,4. Biết rằng các phản ứng sẽ hoàn toàn xác định mà. Như vậy, câu 5. Ý 1. Ý thứ nhất là NO2 phản ứng với 0,5 mol hỗn hợp X, đúng không? Đổi ra mol thì đốt cháy M gam chính là 0,5 mol anh em. Đây là M gam, đây là M gam chính là 0,5 mol. Thì muốn tìm mà N lấy V chia 2,4 em nhé. VOC là 43,68 chia 22,4, chúng ta sẽ có kết quả. Thầy lấy máy tính. Bốn ba phẩy sáu tám chia 22,4 bằng 1,95 mon các em nhé. 1,95 mol. Vậy là mol oxy phản ứng với 0,5 mol hỗn hợp X thì bằng 1,95 mol. Ý tiếp theo là một mol X thì cần 0,4 mol brom đúng không ạ? Cho nên là 0,5 mol X là một nửa thì chỉ cần 0,2 mol brom các em nhé. Giả thiết suy ra là 0,5 mol X cần 0,2, các em lưu ý này. Một mol X thì cần 0,4 mol brom này. Cho nên 0,5 mol X là giảm một nửa thì brom giảm một nửa là 0,2 các em nhé. Mol Br2. Đúng ạ. Ý tiếp theo là phương trình phản ứng của anh CH2 nối đôi CH nối đơn CH3. Đây là với brom đi, không phải với Br2. Đúng không? Cộng với lại Br2 tạo thành CH2 Br
CHBR CH3. Nhưng mà trong bốn anh này thì là ba anh này là ăn can CH4, C2, H6, C3, thì không phản ứng brom các em nhé. Chỉ có anh ăn ken C2 3H6 này là phản ứng brom đúng không ạ? Và tỷ lệ mol 1:1. Như vậy là bởi vì cái mol brom bị phản ứng 0,2 chúng ta đã biết các em nhé. 0,2. Vậy thì chúng ta quay ngược lại là cái mol của cái ăn ken C3H6 này cũng là 0,2 các em nhé. 0,2. Vậy suy ra là N của C3H6 bằng 0,2 mol. Đúng không ạ? Vậy thì suy ra khối lượng của C3H6 bằng 0,2 là số mol nhân với lại C3H6 là bằng 42 các em nhé. 12 nhân 3 là 36, 36 cộng số 42. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có kết quả là bằng bao nhiêu? 0,2 nhân 42 bằng 8,4 gam. À, như vậy chúng ta đã tìm ra được cái khối lượng của anh ăn ken này là bằng 8,4 gam các em nhé. 8,4 gam. Thế cho tôi cần tìm được khối lượng của ba cái ăn can này nữa. Thì cộng lại thì ra được cái khối lượng m gam của hỗn hợp x các em ạ. M gam hỗn hợp x gồm khối lượng của ăn ken 8,4 gam và ba anh này. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đã tìm được khối lượng của ken rồi, giờ chúng ta tìm của anh này. Thế bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình cháy của anh 0,5 mol x chính là m gam đúng không ạ? Cộng oxy để chúng ta xem lượng oxy đã phản ứng với cái anh C36 này là bao nhiêu. Phương trình phản ứng cháy của C3H6 đúng không ạ? C3H6 cộng với O2 điều kiện nhiệt độ thì tạo thành CO2 và nước. Cách cân bằng của chúng ta như sau, mình có 3C cho 3 vào đây, đúng không ạ? Mình có 6H cho 3 vào đây. Nhưng oxy chúng ta là 3 nhân 2 là 6 này, 6 cộng 3 là 9. Vậy thì 9 phần 2 vào đây các em nhé, cho 9 phần 2 vào đây. 9 phần 2 hay là chính là 4,5 đúng không ạ? 4,5 được. Đúng không ạ? Vậy là chúng ta lắp đơn vị mol vào đây. Một cái C3H6 này chúng ta đã biết là nó có 0,2 mol các em nhé. Trong m gam hỗn hợp x cũng chính là trong 0,5 mol hỗn hợp x đấy, đúng không ạ? 0,5 mol có khối lượng là m gam. Và đốt cháy m gam. Như vậy là anh này là chúng ta tìm ra là 0,2 mol các em nhé. Vậy thì cái mol oxy ở đây cần là bao nhiêu, đúng không ạ? Vậy là mol oxy chúng ta sẽ có cách là 1 đi với 0,2 đúng không ạ? Và 4,5 thì đi với lại hỏi chấm. Vậy muốn đi hỏi chấm này thì lấy 4 0,2 nhân 4,5 các em nhé. 0,2 nhân 4,5 chia cho 1. Và 0,2 nhân 4,5 thì kết quả nó được 0,9 các em ạ. Thay thành nhầm lại cho đúng này, máy tính thành đúng lại. 0,2 nhân với 4,5. Đúng rồi, 0,9. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được NO2 phản ứng với ba ancan bằng cái tổng số oxy đem dùng là 1,95 các em nhé, 1,95 trừ đi oxy phản ứng với lại ancan C36 là 0,9 đúng không ạ? Và cái này thì thành nhầm được luôn 1,05 mol. Oxy phản ứng với ba ancan là 1,05 mol các em nhé. Và rõ ràng là đây là ba ancan đúng không ạ? CH4, C2, H6, C38 thì chúng ta sẽ đặt công thức tổng quát cho nó được em ạ. Ý tiếp theo là đặt công thức tổng quát của ba ancan em nhé, ancan là CnH2n cộng 2 đúng không ạ? Ý tiếp theo là phương trình phản ứng cháy
À, như vậy là có số mol. Vâng. Như vậy là hỗn hợp X này là có 0,5 mol các em này, 0,5 mol. Mà riêng anh C36 là 0,2 rồi đúng không ạ? Cho nên ba anh em K này có số mol là bằng 0,5 trừ 0,2 bằng 0,3 các em nhé. 0,5 trừ 0,2 bằng 0,3 mol. Đấy, thầy nhắc lại này. Tổng số mol hỗn hợp X bằng 0,5. Đúng không ạ? Trong đó cái ken này là 0,2. Đúng không ạ? Đây 0,2 đây. Cho nên cái mol của ankan còn lại bằng 0,5 trừ 0,2 bằng 0,3 mol các em nhé. Giờ nó biết phương trình cháy của nó. Đúng không ạ? Của CnH2n cộng 2. CnH2n cộng 2 cộng O2 điều kiện nhiệt độ thì tạo thành CO2 và nước. Cách cân bằng chúng ta như sau, ở đây có N cũng được carbon thì cho N vào đây. Đúng không ạ? Ở đây có 2N cộng 2, H thì cho N cộng 1 vào đây. Đúng không ạ? Thì oxy đây là N nhân 2 là 2N, cộng với N cộng 1 là 3N cộng 1. Thế ở đây mà muốn có 3N cộng 1 thì chúng ta sẽ cho 3N cộng 1 chia 2 vào đây. Đúng không ạ? Là 3N cộng 1 trên 2 nhân 2 thì nó cũng ra 3N cộng 1 bằng bên này. Và chúng ta sẽ dùng đơn vị mol đúng không ạ? Theo phương trình thì 1 mol của ankan này thì cần oxy là 3N cộng 1 trên 2 mol các em nhé. Thế có giả thiết ankan chúng ta là có 0,3 mol các em này. 0,3. Và oxy cần dùng chúng ta vừa tìm ra là 1,05 các em nhé, 1,05 đây. Đúng không ạ? 1,05. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ tìm ra được cái phương trình toán học ẩn n đúng không ạ? Suy ra là 0,3 nhân với lại 3n cộng 1 trên 2 bằng 1 nhân với lại 1,05. Đúng không ạ? Thế là đây chính là phương trình toán học ẩn n. Thì chúng ta sẽ giải ra được n các em nhé. Nên chúng ta sẽ làm bình thường thôi. Như vậy là 0,3 chia cho 2 thì còn là 0,15 đúng không ạ? 0,15 nhân 3 thì 0,45n các em nhé. Thì chắc là này 0,3 mà chia cho 2 còn 0,15 này. 0,15 mà nhân 3 đúng không ạ? Thì bằng 0,45. 0,45n. 0,3 trên 2 mà 0,15, 0,15 nhân 1 thì vẫn là 0,15 đúng không ạ? 1 nhân với 1,05 thì vẫn là 1,05. Đúng không ạ? Và tương đương với lại 0,45n. 1,05 trừ đi 1,05 thì còn là 0,9 các em nhé. Đúng không ạ? 1,05 trừ 0,15. Thế là 0,45n bằng 0,9 thì n bằng 0,9 chia 0,45 đúng không ạ? Và cái này thì thầy nhầm được. Cái này là 0,90 chia 1,45 cho bằng 2. Đúng không ạ? Như vậy sau khi tìm được n bằng 2 rồi thì suy ra là công thức tổng quát của ba ankan là C2H6 các em nhé. Đấy, chúng ta thay vào đây này. Đúng không ạ? Thay n bằng 2 vào đây thì ra C2H6. Và mol của nó là bằng 0,3 các em nhé, mol là 0,3 này. Đúng không? Vậy thì suy ra M của ankan bằng số mol là 0,3 đúng không ạ? Nhân với khối lượng mol của C2H6 là bằng 12 24 cộng 6 30 các em nhé. 0,3 nhân 30 bằng 9 gram. Đúng không ạ? 9 gram. Như vậy chúng ta đã tìm ra được khối lượng của ankan là 8,4. Đúng không ạ? Của ankan là bằng 9, từ đó suy ra là M đúng không ạ? Là bằng khối lượng hỗn hợp 0,5 mol ấy. Đúng không ạ? Thì bằng 8,4 là khối lượng của anken cộng với lại 9 là khối lượng của anken đúng không ạ? Và kết quả chúng ta sẽ là 17,4 gram. 17,4 gram các em nhé. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong được cái câu 51.
cho 0,5 mol hỗn hợp khí Xì gồm CH4, C2H6, C3H8, C2H6 có tổng khối lượng là m gam, đúng không ạ? 0,5 mol m gam. Đốt cháy m gam X cũng chính là 0,5 mol anh em nhé. Cần 43,6 lít oxy điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác dẫn 1 mol X qua brom rư thấy brom phản ứng 0,4 mol. 1 mol mà phản ứng với 0,4 cho nên là 0,5 sẽ phản ứng với 0,2 anh em nhé. Biết các phản ứng sinh hoàn toàn mà tính giá trị của m. Đúng không ạ? Và với cái một loạt các nội dung tự luận như vậy thì chúng ta đã tìm ra kết quả m là bằng 17,4 gam. Video hôm nay thầy sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp các em trong các video tiếp theo. Thân ái chào các em. Chúc các em học giỏi.